Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với cái video tiếp theo ở trên kênh của em nhé. Thì ngày hôm nay quay trở lại với các bác đó, em sẽ review một con vàng X5. Thì em review khá là nhiều rồi các bác ạ. Nhưng mà có một anh ở Mỹ Hào, Hưng Yên, anh Chiến này yêu cầu test cho anh một con và gửi đi cho anh. Thì tiện em làm clip test cho anh con X5 này. Thì cái con X5 này thì hôm trước em về khá là nhiều các bác ạ, khoảng 20-30 con. Nhưng mà bán anh em được nhiều anh em ủng hộ quá, vì tiếng nó rất là hay, em bán hết rồi, còn có 5-6 con này thôi. Anh em nào lấy thì nhanh tay nhá, hàng X5 chuẩn. Tiện video thì em sẽ review qua một chút xíu nữa, để cho tất cả các bác chưa xem những clip trước mà xem clip này thì phân biệt sao cho X5 chuẩn, mà hàng chuẩn các bác nhá. Thứ nhất, nó sẽ là phím mềm này các bác nhá, phím mềm bằng phím cao su. Nó như kiểu bóp vào cao su ấy, nó rất là mềm các bác nhá. Và đánh 5 phím mềm. Đó, hai nguồn. Mạch chống hú nổi và bo là bo nổi nhá. Chạy chip xử lý 21 21375. Đó. X5 có 1 2 3 4 5 6 cổng, 6 cổng ra. Đấy. Ok. Nó là hàng chuẩn thì nó sẽ như thế các bác nhá. Còn nếu mà anh em mua vào cái hàng bình thường ấy thì nó sẽ là thứ nhất là chỉ có một nguồn như thế này. Đấy, và thứ hai là mạch nó sẽ bị chìm, cái chìm xuống dưới. Mạch chống hú của nó cũng cái chìm xuống dưới luôn. Nên là X5 bình thường thôi. Đó. Ok. Thì với cái cấu hình này, với cái cấu hình mic này thì em set nó khá là ok rồi các bác ạ. Đấy. Em set nó khá là ok để gửi cho tất cả các bác về bao hay luôn. Đấy, cấu hình effect bao hay cho các bác luôn. Chỉ sợ về các bác loa nó không được ok, với lại bộ micro nó không được ok thì tiếng mic nó sẽ không được hay như mong chờ thôi các bác ạ. Đấy, em sẽ thử tiếng mic cho tất cả các bác cùng nghe nhé. Rồi, bật xong rồi. Và có một bác khách qua test và lấy luôn một chiếc rồi. Đấy, tiện thì em test luôn. 1 2 6. 1 2 3 4 5 6 4 5 6. Anh em có thể đeo tai nghe và cảm nhận nhé. Tiếng ra rất hay luôn. Đó. Tắt đi. Ok, bây giờ sẽ test thử tiếng mic cho tất cả các bác cùng nghe thử nhé. Ngày hôm nay thì Mr. Thái nghỉ rồi các bác ạ, cho nên một mình em phải tự biên tự diễn rồi. Hát không hay thì anh em xin đừng nói lời cay đắng các bác nhá. Xin đừng gạch đá nhá. Đấy, ok, sẽ chỉ thử cái tiếng echo cho tất cả các bác cùng nghe thử thôi. Ok, xin mời tất cả các bác cùng lắng nghe và trải nghiệm chất âm con vang này nhá. 1, 2, 4, 5, 6. Anh em nghe và cảm nhận nhá. Đừng nhìn một đời đang trong nguy nan mà xem thường, rồi ngày mai sao chưa yên anh nhớ nghe bài. Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời, cuộc đời ai cũng có những khi cứ hạt thôi. Trong cơn nguy nan ta là ai, cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời. Còn người người chơi trong cơn mi đàn ta là ai, thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi ta. Đời có mấy ai không qua mi đàn mới giàu sang, vì có mấy ai sinh ra trong chung gắn luôn. Ta hãy thương đời hàn của phần mình bạn nhé, rồi tương ta mấy sắp từng bước lên cao. Cuộc sống anh luôn thua giúp ta kiên cường hơn, đừng trách thân chân không cho ta may mắn hơn. Cùng gió ta mà thôi, chưa trách một ai khác. Trời sẽ ban nhà thức cho ai biết vươn lên sẽ thành công. Ok mọi người nhá, em vừa thể hiện xong một đoạn ca khúc, nó không được hay nhưng mọi người thông cảm nhé. Thay vì hãy comment không hay thì các bác hãy thả thêm cho em một tim đi, để em lấy động lực để lần sau em sẽ cố gắng đi học một lớp thanh nhạc để hát hay hơn cho tất cả các bác nhé. Ok. Đó, thì anh em nào có nhu cầu sử dụng con vang X5 này, có mấy chiếc này, thì hãy liên hệ nhấc máy và liên hệ ngay cho bên em nhé. Bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả mọi người. Đó, dòng ngoài dòng bãi xịn, có bảo hành tất cả mọi người luôn. Giá công khai 2.400.000 bao ship toàn quốc. Anh em về ghép âm ly, rồi cục công suất, rồi gói ghép tất cả mọi thứ đều rất là hay. Con này nó cho ra chất nhạc rất là mạnh nhá. Chất nhạc nó dày dặn, và chất mic cũng dày dặn luôn.
Đó, anh em nào mà đang xem clip của em mà đang sử dụng X5 rồi mà cảm thấy hay thì hãy để lại comment ở phía dưới để cho tất cả mọi người cùng tham khảo và quyết định nha các bác nhá. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em ra trên kênh hàng ngày của em nhá. Ok, xin chào mọi người.